Xin kính chào tất cả các cô chú, các chị và các bạn đến với kênh Cuộc Sống Nhà Thơ Hậu Giang. Đây mình giới thiệu với các bạn, đây là cái nơi mà diễn ra ngày hội văn hóa Chợ Nổi Cái Răng ở cái đường Võ Tánh, phường Lê Bình, quận Cái Răng, cặp với Chợ Nổi Cái Răng. Đây là đối diện với trung tâm du lịch của quận Cái Răng. Bây giờ mình đi vào trong nha các bạn. Ở đây nó có rất là nhiều. Vô tham quan như vậy. Đây là khu sân khấu này diễn ra khai mạc vào ngày mai. Đây là gian hàng. Đây là bắt đầu ấy nha các bạn, bắt đầu chuẩn bị cho công tác ngày mai. Đây là Mi Phim với đài Bá Nha, Phim đài truyền thành phố Cần Thơ. Đây là không khí của công tác chuẩn bị cho ngày mai các bạn. Chào cô. Đây là rất là nhiều gian hàng chuẩn bị các bạn. Còn cây keo nữa không? Hết. Còn cây keo nữa không? Hết rồi, hết rồi. Để cho Linh cái mô hình này đến nữa. Rồi, cái mô hình đến đây. Cái này là cầu cái răng hả chị? Cầu này cầu gì chị? Cái răng. Cái răng hả? Là bông hoa cúc hả? Cái này mấy trăm mấy bông hoa cúc chị? Cái chữ. Đến được không? Có đếm được bao nhiêu bông không? Không, không đếm được nhiều quá. Chắc có cái cửa của trường. Ủa chị là đơn vị trường Trần Hoàng Na hả? Trần Hoàng Na kế bên trường Mẫu Giáo Hưng Thạnh hả? Cái khu này mình kêu là khu nhà lòng chợ gì hả nha anh? Ví dụ như khách mà muốn đi tới đây mình kêu bằng khu này là khu gì ha? Khu Chợ Nổi, mà cái nhà này lại kêu bằng nhà gì? Cái nhà nông trường cũ phải không? Dạ. Kho nông trường sao? Khu là trường tiểu học Phú thứ hai. Cái này làm đường từ táo với nhãn các bạn. Xe đi sáng tạo. Cái này làm dâu lan táo. Ủa chị, trường tiểu học Phú thứ hai là chỗ mới đang xây, mới xây xong hả? Dạ đúng rồi.
không gian. Không gian này gian hàng, những gian hàng trên bờ các bạn. Đây là công tác chuẩn bị. Từ đây tới tối là phải xong. Mai 7 giờ là sẽ khai mạc. Đây trường tiểu học Phú Thứ 3. Ủa sao Phú Thứ nhiều trường vậy hả ta? Vòng vòng nha các bạn. Đó mình không có ai này bỏ trên xe em nè. Thôi không biết thôi. Cái cây mình chuẩn bị mai bán đó. Nó chằm. Cái này là du lịch thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch. Gì vậy chị? Mình đang làm gì vậy? Quỹ sinh ra là cái này là những tuyến đường hả? Đường hoa. Đây là hoa cúc. Đường cúc hoa chưa là đường hoa. Là chung của huyện luôn hả chị? Cái này là mô hình của huyện Phong Nha. Dạ. Những cái chỗ trống này hả? Chuẩn bị từ đây tới tối là phải xong phải không? Này giáo Hòa Châu, thấy không chị? Tung cột cầu. Đây là cái đường ngoài Võ Tánh đó các bạn. À,
Cái này là kia bằng cái khu nông trường nha các bạn. Đây là một trong những cái đường vào. Đây các bạn có thể thấy nó sẽ có cái bảng vô đây là Mỹ liền. Bắt đầu đây là công tác chuẩn bị các bạn, đối diện với trung tâm du lịch những cái đang là cái điểm diễn ra cái trưng bày vào ngày hội văn hóa để nổi cái răng. Mọi người đang chuẩn bị cho 7 giờ ngày mai khai mạc các bạn. Chưa dĩ trên đã có nhiều người tham quan rồi nè các bạn. Một con rồng. Cáp bằng trái cao chứ khóm đó các bạn. Phường Phú Thứ, phường của mình đó các bạn. Hưng Phú. Trường trung học cơ sở Hưng Thạnh. Mọi người đang rất là bận rộn rồi, rất là chăm chút cho từng cái sản phẩm của mình vào ngày mai. Này biết đơn vị nào đây. Cái góc phát tài được các hình Phước Lộc Thọ. Từ đây nè các bạn, mình có thể đi xuống sông được nha các bạn. Có nhìn cái mé sông nè, quan sát chợ nổi nha các bạn. Từ cái nhà này nè, mình có thể ra quan sát chợ nổi. Đây có cái cầu nữa nè các bạn, cầu thủy nữa nè các bạn. Đây cầu thủy nè các bạn ơi.
đây là phía chợ nổi bờ cái răng này, sông cái răng, chúng ta nhìn xuống nè các bạn. Gió dữ ta. Đây là chợ nổi nhìn từ chỗ này cũng vẫn nhìn ra. Nhà kho của khu du lịch sông Cầu Giang. Này đang lấy chim hay là gì? Quay. Đang quay. Đang lại hả? Quay quay quay. Phía này là cái bờ mép chợ nổi các bạn thấy là buổi sáng nè. Các bạn chả này là đang đi đi cầm khỉ thôi rất xúc động. Đang này trường đại học Nam Bình Thơ. Các bạn là để dành nửa đua nè, đua thuyền đó các bạn. Đây là sông cái răng, chợ nổi thường xuyên là ở đây. Gió thao, gió quá. Đang học hay gì? Đang học đại học hả? Đây là bộ phim của đại diện thành phố thơ. Rồi hay quá ta. Mấy chú này đang làm gì chảnh vậy chú? Cái chỗ này mình chia bằng kho lương thực hả chú? Nhà máy. Dạ. Nhà máy xe xác lúa hả? Trước là nhà máy của nông trường trong hộ. Dạ. Giờ mới làm cái này. Rồi hả, cái thang chú đi, đưa dây kia. Đưa cái thang chú. Mình đi cầu khỉ nha các bạn. Lâu quá rồi không đi. Đang đi cầu khỉ nè. Khi mà băng dép nó lâu quá không đi cũng hơi rung rung. Hơi sợ quá. Giờ mình đi đây. Ở té xuống chắc tiêu quá. Cái cầu này rất là dài. Đi ghê quá, ghê quá. Thôi trở lại thôi các bạn ơi, không xong rồi. Không xong rồi, khó đi quá.
đi quá các bạn. Chưa là xong á. Mấy chiếc ghe này để dành cho ngày mai nè.